Hôm nay Phan Hải đang có mặt ở một cái bờ suối. Quá anh chị mình thấy đẹp không? Con trâu nó đang ăn cỏ kìa. Cảnh này đúng là chất cảnh quê luôn các anh chị mình ha. Nắng quá nắng luôn. Ở miền Nam bây giờ hôm nay là thiệt sự là trên 37 độ. Là trên 37 độ không biết là bao nhiêu độ nữa. Nắng quá nắng luôn, hãy xuống bờ suối nè. Rất là mát mẻ. Gặp một cái loại cây. Đây. Cây này á nó hỗ trợ điều trị bệnh rất là nhiều và Hải cũng đã chia sẻ một số lần ở trong kênh rồi. Nhưng đến bây giờ có bác chị mình là chưa có thấy, mới vào xem thì chưa có thấy cho nên Hải chia sẻ lại ha. Cây này nó có công dụng là hỗ trợ nè. Thứ nhất là hỗ trợ điều trị mất ngủ nè. Rồi những người bị nóng cơ thể nè, tiểu buốt, tiểu gắt nè, viêm đường tiết niệu nè. Ngoài ra nó còn hỗ trợ chúng ta điều trị bệnh sỏi thận rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Mà bằng cách dân gian rất là đơn giản, dễ lắm. Rồi đặc biệt là nó hỗ trợ điều trị cho chúng ta các bệnh về khí hư bạch đới, có nghĩa là bệnh huyết trắng của chị em phụ nữ, rất là tuyệt vời. Thì người gia đình mình cũng đã sử dụng cái này mà hỗ trợ điều trị khí hư bạch đới rất là tốt luôn. Và mấy năm nay, 5-7 năm nay không có tái lại. Đấy, hơn 7 năm mà không có tái lại. Hỗ trợ điều trị khí hư bạch đới rất là tuyệt vời. Thì nếu cô bác chị mình quan tâm thì xem hết video hôm nay, chúng ta sẽ có ba cái cách để sử dụng cái rau này hỗ trợ điều trị ba cái bệnh đó. Và nếu như cảm thấy video có hữu ích, hãy cho Hải xin một like và một lượt chia sẻ để video để nhân rộng ra đến những người người ta trị bệnh hoài mà không hết ha, rồi làm phước làm đức cho người ta thì con cháu sau này là xài. Rồi, đây là cái cây rau ngổ ôm ha. Một hồi Hải sẽ quay cận cảnh cho các anh chị mình tham khảo ha. Cái rau mà rau ôm ở nhà chúng ta hay niêm canh chua là rau ngổ ôm. Còn cái rau này là rau ngổ trâu. Đây. Nó bự lắm. Ở đây cái này là mùa nắng nó nhỏ đó. Chứ cái thực chất là mùa mưa nó bự. Cái cọng nó bự bằng ngón tay Hải nè. Rau ngổ trâu ha. Rồi. Loại này nó rất là mát. Dân gian chúng ta sử dụng nó để hạ nhiệt cơ thể. Rất là mát luôn. Nó hỗ trợ điều trị sỏi thận nè, hỗ trợ khí hư bạch đới nè. Ngoài ra có một số cái bài thuốc rất là tuyệt vời nhưng Hải không tiện chia sẻ bởi vì nó sử dụng tới mật gấu cho nên Hải không có chia sẻ ha. Rồi, cái cách sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Của anh chị mình là nếu mà chúng ta bị mất ngủ á thì là lấy cái cây này về nè, lặt cái lá bỏ đi. Cái lá nó có vị đắng ha, mà cái cọng này á là nó mỏng lắm, nó không phải như cọng rau muống nữa. Cọng rau muống thì cái cọng nó dày, còn cọng này nó mỏng lắm. Thì chúng ta lấy cái cọng này chúng ta xào ăn. Nếu để luôn cái lá thì nó đắng, đắng như, nói chung nó đắng mà nó như khổ qua vậy đó, như khổ qua vậy đó. Thì chúng ta không quen thì chúng ta lặt cái lá bỏ đi. Đấy, và chúng ta xào ăn. Vừa đủ chúng ta ăn thôi. Ví dụ người ăn nhiều người ăn ít ấy, để xào ăn mỗi ngàn lần như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta gì? Hỗ trợ điều trị mất ngủ do nóng cơ thể. Rồi những người nào mà nóng cơ thể đấy, rồi hay tiểu buốt, tiểu gắt, táo bón thì chúng ta sử dụng cái này xào ăn. Thứ hai nữa là chúng ta không xào ăn thì chúng ta có thể sử dụng toàn thân cái này 100g tươi, lấy lá lấy thân luôn, 100g tươi ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo và giã nát ha. Giã nát xong rồi chúng ta vắt nước, chúng ta có thể là cho vào khoảng 100ml hoặc 200ml nước sạch hoặc nước sôi để nguội hoặc nước lọc đổ vào và chúng ta vắt lấy nước và chia làm hai lần uống trong ngày, uống sau khi ăn 5 đến 10 phút. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị mất ngủ, rồi nóng cơ thể, tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu nhỏ giọt, viêm đường tiết niệu. Đấy, đó là một bài thuốc. Bài thuốc thứ hai, chúng ta bị sỏi thận. Nếu chúng ta bị sỏi thận thì chúng ta sử dụng cái loại này. Nhiều người hỏi là rau ngổ ôm và rau này thì rau nào tốt hơn, thì theo Hải nghĩ thì cái rau này nó sẽ tốt hơn rau ngổ ôm. Thì cách sử dụng cũng giống như rau ngổ ôm thôi. Lấy cho Hải 100g rau ngổ trâu này, rồi ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo. Có hai cách, một là chúng ta giã tươi chúng ta uống, hai là chúng ta nấu nước uống. Nếu chúng ta giã tươi thì cô bác chị mình lấy 100g đó ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, cắt khúc bỏ vào máy xay sinh tố. Lấy cho Hải 200ml nước
nước dừa tươi đổ vào và chúng ta xay thật nhuyễn. Xay xong chúng ta vắt lấy nước và chúng ta chia làm 2 lần uống trong ngày, uống sau khi ăn 5 đến 10 phút. Thường nếu chúng ta bệnh, nếu mà sỏi nhỏ dưới 7 ml và bệnh mà chúng ta bị cái người bệnh mà họp á, thì trong vòng tuần lễ là chúng ta đã có công dụng rồi. Cách thứ hai, và chúng ta uống khi nào mà ra sỏi hết thì thôi, nếu họp rồi. Rồi, cách thứ hai là chúng ta nấu uống ha. Nấu uống thì chúng ta cũng lấy 100g đến 150g cái rau ngổ trâu này tươi. Và chúng ta ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo và cắt khúc bỏ vào nồi. Đổ cho Hải khoảng một trái dừa tươi. Ha, một trái dừa tươi, dừa cũng bự bự ha, đừng có nhỏ quá ha, một trái dừa tươi. Rồi. Của anh chị mình là nấu sôi lên. Sau khi sôi, của bác chị mình để sôi cho khoảng 10 phút nữa. Để lửa nhỏ thôi, sôi 10 phút nữa. Rồi chúng ta chắc lấy cái nước và vắt. Lấy ra vắt lấy cái nước. Rồi cái đó chia làm 2 lần uống trong ngày, uống sau khi ăn 5 đến 10 phút và sử dụng kiên trì thì nó sẽ hỗ trợ điều trị sỏi thận cho chúng ta rất là tốt. Còn khi mà của bác anh chị mình bị khí hư bạch đới, bữa giờ nhiều chị hỏi Hải vấn đề này lắm. Thôi thì bây giờ sẵn nắng quá xuống cái bờ sông này thì Hải lại chia sẻ cho quý anh chị mình thấy cây này. Đấy. Khi mà chúng ta bị khí hư bạch đới, khí trắng lâu ngày, bệnh này đừng xem nhẹ nó ha. Bởi vì sau này nếu mà chúng ta không điều trị thì nó sẽ viêm nhiễm sâu vào bên trong. Thì như vậy thì nó sẽ phức tạp với vấn đề điều trị hơn. Đấy. Thì chúng ta cái bài huyết trắng này thì gia đình mình đã có người sử dụng và 5-7 năm nay chưa có tái lại. Rồi, lấy cho Hải là khoảng 100-150g cái rau ngổ tươi, ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, có nghĩa là dùng toàn thân ha. Chỉ có cách đầu là xào ăn là chúng ta bỏ cái lá thôi, còn những cách sau này là chúng ta sử dụng toàn thân hết lá thân luôn. Rồi, ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, liều lượng từ 100-150g. Rồi, cắt khúc bỏ vào máy xay sinh tố và chúng ta cho khoảng 100 ml nước nấu sôi để nguội hoặc nước lọc đổ vào. Và của anh chị mình xay thật nhuyễn luôn, xay thật nhuyễn. Và cái nước đó chúng và cái hỗn hợp đó chúng ta vắt lấy nước cốt. Vắt lấy nước cốt ha. Xong chúng ta sẽ chia làm 3 lần uống trong ngày, uống sau khi ăn 5 đến 10 phút và liên tục trong vòng 1 tuần lễ. Nếu thấy giảm thì bám thuốc uống khi nào hết bệnh thì thôi. Ha. Rất là tuyệt vời cho một cái loại cây hoang dại như thế này. Người nào mà nóng cơ thể ăn này cũng rất là mát à. Rồi bây giờ Phan Hải sẽ quay cận cảnh cái video cho cái loại cây này cho cô bác chị mình tham khảo ha. Đây cô bác chị mình, đây là nó đây. Rau ngổ ôm đây. Rau ngổ trâu chứ, rau ngổ trâu đây. Cái lá nó bự ha. Hải đầu tiên Hải đã nói rồi, cái cây này là nó xấu nha. Cái cây tốt á thì cái cọng này còn nhỏ nè, cái cọng nó bằng ngón tay hả nè. Đấy, và cái lá nó bự hơn nữa ha. Rau ngổ trâu ha. Đấy, thân cái thân nó thì đôi khi nó cũng có màu tím như thế này nè. Đấy, đấy tím nè, các bạn chị thấy tím chưa? Đấy. Nếu mà không có nhiều thì nó sẽ bò như thế này, nhưng mà khi mà có một đám nhiều nó sẽ đứng lên. Giống như rau muống vậy các bạn chị mình. Rau muống thì thường nó bò nhưng mà nó nhiều quá thì nó sẽ đứng lên. Đấy. Tím thì các bạn chị mình thấy chưa? Khi mà nó ở dưới cái bờ nước kia nè mà nó tốt á, thì nó sẽ có màu trắng luôn chứ không có màu tím nữa. Đấy, mọc nhiều lắm mà ở ngoài kia nó nhiều lắm mà Hải không có ghe ra ngoài, cho nên là Hải quay ở cặp bờ như thế này. Đây nó mọc quá trời nè, các bạn chị mình thấy chưa? Đấy, mọc quá trời luôn nè. Như vậy là Phan Hải đã chia sẻ xong cho quý bạn chị mình những công dụng rất là tuyệt vời từ cái rau mọc dại như thế này, mong rằng có thể giúp đỡ được một phần nào cho quý bạn chị mình trong cuộc sống ha, nhất là những người bị sỏi thận, những người bị khí hư bạch đới. Còn dù chúng ta bị mất ngủ thì rất là nhiều loại cây mà chúng ta có thể là sử dụng để hỗ trợ điều trị mất ngủ ha. Rồi thì cũng đã xong, thì cuối video Phan Hải xin cảm ơn quý bác chị mình đã theo dõi cái video đến giây phút cuối cùng này. Mong quý bác chị mình luôn luôn mạnh khỏe và an lạc. Xin kết thúc video đây, bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.